Chơi với nhau này. Nào, na nào.
tiếng Việt ngon không? Ừ. Đói chưa? Chị giải thăm cho uống sữa nhé. Ăn quả nhé. Ngon nhé. Hai tiếng ngon nhé, đợi chị nhé. Con đừng nhảy vào lên đâu nhá. Vô lên là chị không cho ăn nữa đâu. Chị không thương là chị không cho ăn đâu. Đây con mô đây. Mô ngồi xuống đây, mô. Nana ơi, không chanh của anh đâu, không chanh của anh đâu. Na tầm ngồi uống như anh mô nào, chị không ôm nữa đâu nhá. Na tầm ngồi đây nhá, đúng rồi, ngồi xuống, em ngồi xuống, đúng rồi, đấy. Cho anh mô uống hết nhá. Là thế chị cho mô này, chị cho mô này. À, Na uống no lắm rồi này, không ngồi rồi này. Không chị ăn gì, chị uống hết. Rồi, hết rồi. Trời ơi, anh mô uống này, anh mô uống giỏi quá này. Để bình xuống nào. Mà không tranh nhau nhá. Hết rồi, hết sữa rồi. Đây đây, chị có quả nữa đây này. Đây này, chị còn quả này. Chị còn quả đây này. À, em lấy trứng à. Đây đây, cho mô trứng này. Này, trứng này của mô này. Mô ơi, này này, trứng này. Ôi giời 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 giời. Ăn từ từ luôn nào. Ăn được không? Không thì ăn quả này. Chị cho quả này. Lấy quả ăn nhé. Ăn trứng rồi, đi ăn đi. Mua ăn giỏi thế. Hết rồi. Cô chị á. Cô chị à. Nhìn anh mua ăn trứng này. Na đây chị xem nào, chị xem Na ăn nào. Đây đây đây, để chị kéo cho Na nhá. Đây đây, mua ra đây với chị nào, mua ấy. Em đây, mua đây nào. Để ôm chị ở đây mà. Đây đây, đây đây, đây đây. Đây chị xem nào, để chị kéo cho nào. Đây. Thích cho anh mua cơ, thích cho anh của anh mua cơ. Đây đây đây, cắn miếng nào. Ăn. Thôi 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 thôi, để anh cho anh ăn nào. Em qua thì em chơi nhá, cho anh ăn nhá. Đúng rồi. Đây đi, cho mua, chị cho mua. Mua ơi. Hết rồi. Mua ơi. Mế thật mà. Nào thôi nào, không tranh nhau nào. Đấy đấy, lại tranh nhau rồi đấy. Nào mua đây với chị nào. Mua đây nào. Nào ơi, thôi nào, thôi, không đánh anh đâu. Không cào anh đâu. Mời chị cái định là mình hết rồi, hết sữa rồi. Thôi đặt. Na. Không được đâu. Na nào.
Nào nào Hư nhé. Nào Hư chị đánh Na nhé. Hết sữa rồi. Nào ngoan nào thôi chị, cái bình chị để bình nào. Không được Hư đâu, Hư chị đánh Na đấy. Này thấy chưa này. Ăn táo này. Thấy cho Na này. Đến Na có ăn đâu. Chơi với nhau này. Nào Na nào. Đây của Na đây, của Na đây đấy. Làm gì còn sữa đâu, hết sữa rồi. Uống thế thôi. Ăn táo không? Em ăn táo à? Em ăn đi này. Không ăn à? Cái đồ gì? Nào không ăn nữa thì để chị dọn nào. Chị lau mồm miệng thôi nhá. Na đây nào, lau cho Na chắc nào. Ừ rồi, để chị lau tay cho. Na, lau tay nào. Bực tay nhé. Tay bẩn đây này, dính thôi là dính này. Được rồi. Chị còn có bất ngờ cho Nana đấy. Nana ơi. Đây, Nana đâu đâu. Nana quay mặt cho chị xem Nana đâu. Nè, anh mua có quần áo rồi nhá. Thế Nana thích quần áo không? Nana thích mặc quần áo cho anh mua không? Chị cho Nana mặc nhá. Đây. Na quay đây nào, Na quay đây, Na xem quần áo nào chị. Em sợ đấy nhá. Chị xin lỗi nhá. Đây, anh mua xem quần áo kìa. Anh mua xem quần áo của Na này. Quần áo của Na đây. Sáng nay chị đi lấy cho Na đây. Đây này. Này nhá, xin lâu đây này. Này này. Mời. Mời. Em xem quần áo của Na này. Xem quần áo của Na này. Đây nhá. Đây, hôm nay chị đi lấy cho Na được một chiếc áo đấy. Ngồi, em ngồi đây nào, em ngồi đây nhá. Em ngồi đây, bọc chị. Bọc chị ngồi đây nhá. Rồi, đây này. Quần áo đỏ này, thích không? Na thích cái này không? Na thích quần áo đỏ không? Này. Đây nữa nhá, đây này, xinh lắm này. Xinh lắm này, đấy. Chị để đây nhá. Chị mặc bộ này cho Na nhá. Na thích này không? Chị mặc bộ này cho Na nhá. Chị mặc cho Na nhá. Mông ngồi đây đợi chị nhá. Để chị mặc quần áo cho Na nhá. Mông ngồi mặc quần áo cho Na nhá. Mông ngồi đây đợi nhá. Mông lại đây đợi chị à. Thế không đừng bị em nhá.
xinh không này? Ừ nè, Na xinh này. Đấy. Nào chị xem vào nào. Ừ, xinh thế. Đẹp thế. Đấy. Xinh quá đấy. Này này này, Na xinh chưa này? Na xinh đấy. Kêu như thế á, cái bụng này, cái bụng này nằm kêu như thế á, dỗi à, em dỗi á, không dỗi đâu, đây ôm anh mua vào, đấy, đang mặc quần áo xinh này.